Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu mình bảo dưỡng lại cái nồi của cờ lít nha cô chú anh chị. Và mình cũng hướng dẫn cho cô chú anh chị một số cái kỹ thuật để vệ sinh nồi cơ bản ở nhà. Thì khi mình đã bắn ra rồi thì bắn ra chắc dễ nha cô chú anh chị. Cái gì mà thấy ốc rồi cứ bắn ra là xong thôi. Rồi hôm nay nè, mình hướng dẫn cho cô chú anh chị cái này. Thì cái nồi á của chiếc cờ lít này dễ lắm. Đây là có cái chén bi. Chén bi thì cô chú anh chị nên sử dụng những sản phẩm chính hãng, tại vì chính hãng chứ không được độ vết cái này, kỹ sư người ta tính hết rồi thì vậy là chạy mượt nhất nha cô chú anh chị. Thì chính hãng mình đặc điểm một điều của cô chú anh chị, cái ác nè là ác tẩm dầu, chạy nóng lên tự bôi trơn cho nhau thì nó không bao giờ lột ác. Cô chú anh chị để ý, mua những cái đồ dởm chạy 3 tháng là nó lắc nè, chạy 3 tháng là nó lắc ngang. Cái này cô chú anh chị thấy người ta chạy lâu rồi mà vẫn không có đồ lắc ngang nè. Còn kia chạy 3 tháng là lắc dữ lắm nha cô chú anh chị. Lắc là kêu á, yếu xe. Rồi á, ở đây nè. Đây sử dụng bạc trượt nè. Bạc trượt này là bạc trượt dởm nè. Dởm nó nhiều thay cái lắm, nhiều cái nó giống zin luôn. Còn cái này nó khác màu là biết dởm rồi, mà vàng là dởm rồi. Cô chú anh chị thấy nó ăn nè, nó ăn mà cái này ốm nhách luôn nè. Ốm nhách nữa có cái đường cong luôn á. Đó, ốm nhách luôn á. Thì mình đã thay, chuẩn bị thay lại bạc xịn nè. Đó là nó sẽ hết ăn, nó cứu lại. Thì cái xe thì đây là có bi trên đây thôi, có bi nồi thì mình gáp lại như thế này. Bi nồi thì màu là chính hãng hay là bando thì màu đen, chính hãng thì nó màu trắng. Thì này mặt bít mặt hở nó giống nhau thôi. Cô chú anh chị sắp về cho mình đó, sắp về cho mình tuyệt đối những cái đời á này á là cô chú anh chị không có nên ăn gian cắt ống chỉ. Các ông chỉ nè, nhiều bạn cắt ông chỉ để ép đai. Các ông chỉ này nè, để ép dây đai cho nó ra sớm tí á. Thì vô tình nó sẽ làm lệch cái bánh răng đề này, bánh răng đề này. Thì nó khi mà đề nó sẽ phát ra tiếng kêu rất là lớn nha cô chú anh chị. Mình gáp xong cái nồi rồi mình nói tới đâu mình nói tới đó cho cô chú anh chị. Thì cái xe này á, hôm nay mình làm rất là nhiều việc nha cô chú anh chị. Hôm nay mình có coi clip thấy có anh Phước Hồ Channel, thì anh có mà thợ sửa xe lâu năm, thấy anh lên anh cũng giống như tâm tư quá. Thì nhiều khi tội nghiệp ảnh nha cô chú anh chị, mình thấy cái chung cái hoàn cảnh á, nhiều khi cô chú anh chị hỏi quá hay là làm quá người ta cũng sợ như cô chú anh chị, chứ không phải mỗi người mỗi việc. Cô chú anh chị mới đủ ăn, đừng có xen như công việc người ta. Thì đây nè cô chú anh chị, gáp vô nè, bạc trượt thì trượt lên, nhiệm vụ nó bi nó lăn ra. Nó lăn ra nè cô chú anh chị, lăn ra cỡ này là hết rồi, không có lăn ra được nữa đâu. Thì cần chi mà ép ra, ép đai ra như vậy là hãng đã tính toán hết rồi, rất là ngon rồi. Đi độ đi vớt chi, mua cái cục zin này vừa gắn vô cái là lụm liền. Thì ai muốn cân nồi á thì trên cái dên lúc nào cũng có cái dấu chấm tròn nè, quay cái dấu chấm tròn nó song song với cái tay dên á, gọi là song song với đầu máy đi. Nhưng mà nè, cái đầu máy mình đang đi lên chút xíu thì cho nó song song lên, chỉnh lên. Đó. Thì chẳng qua cái đó là dên mình đang đi lên, thì cái tạ mình á, cái tạ nó đang nằm cái thế này, khi mình đi xuống á, nó quắt lên vậy á, cho nó nhẹ nhàng á, thì người ta đã tính như thế này nè. Người ta đã tính toán là bi như thế này nè. Thì nó sẽ đi bấm cái chỗ này lên. Thì như vậy thì hai thằng sau này nó đi theo cái tạ dên nè, cái này á thì nó đi theo cái tay dên mình nè. Cô chú anh chị thấy nè, phía sau nè lúc nào á thì lúc nào đi phía sau nó cũng là sau 4 viên nè, nó đi theo cái tạ dên của mình thì nó quăng lên cái cho nó có lực có nhẹ. Nhưng cô chú anh chị, nó là người kỹ sư đã tính toán, mà cô chú anh chị không biết thì cứ gáp đại đi. Tôi xin mình thấy nó cũng chạy bình thường, nó tùy cô chú anh chị nhiều khi suy nghĩ. Rồi đây nè, bấm ngay chỗ này dở lên gì rồi nó như là gáp vô thì cái đó nó phải xuống đây, nó phải vuông góc qua với cái dấu chấm tròn đó là ok rồi nè. Cô chứ anh chị viết mực làm dấu cũng được, thì dây cu ro nè còn xài được chứ không phải không, cũng nứt rồi nhưng mà này xài được 6 tháng tới 1 năm nữa là bình thường. Nhưng mà anh này á, từ dưới quận 9 lên nha cô chứ anh chị, quận 9 là khách quen của mình, khách cũng lâu năm, lâu lâu người ta lên, người ta bỏ xe để mình làm. Thì mình thay, quyết định thay lại chứ gì dưới thay lại dây bando đi của Nhật nè, cũng ngon lành rồi. Thì dây bando để mình ký lên,
mình thay cái gì mình ghi rõ nha cô chú anh chị. Hôm nay mình thay là một cọng dây bando nè và một cái bộ phốt má bu ly và bạc trượt nè. Ngày hôm nay là mình ngày 12 đi, mình không nhớ đâu nha cô chú. 06 23, tội gì đồ xịn mà không ghi đó. Một dây cộng dây này ghi bá bảy bá lên cũng không sao cô chú anh chị. Bạc cộng bạc cộng phốt đó, phốt bu ly sao chút mình cho cô chú anh chị xem rồi mình gắn vô. Rồi tiếp tục cái bánh răng này nè, mình dặn đừng có cắt ống chỉ là vậy, cắt ống chỉ nó sẽ lệch cái bánh răng đề này nè, mà gặp cái lao đề này nó bay ra nó bá xong rồi nó không rút vô được, nó giật dữ lắm. Nó giật lắm nha cô chú anh chị. Thì cái đời này là khó mua cái cánh này, cái cánh này 200 mấy chục nghìn nè, cũng mắc giá nhiên chứ không rẻ. Hư cái này nè, hư bánh răng này là mua cái cánh này lại là 200 mấy, mình cũng ít bán, không ai hư mình không bán đó. Thì cái cánh nó dạng như thế này, vừa làm cánh quạt mà nó đúc nó đổ nhựa vô luôn nè. Thì cô chú anh chị gáp như thế này nè đó, mình cái này gáp vô tội vạ đi không sao đâu. Rồi tiếp theo đây có cái lông đền nè cô chú anh chị, rồi bỏ vô. Rồi có 8 hành 2, năm hai nha, bắn luôn nha cô chú anh chị. Khi bắn á tại không có được mà cô chú anh chị, bắn như vậy là nó vụt ra, mình phóng lên nè. Được đưa súng vào bắn vậy cái gì, một cái tay á, một tay mình lách mình đá chén bi vô để mình bắn nó nhúc nhích, nó không có đổ bi ra, nó còng sắp lại nè, mình đá vô nè, mình đưa vô cái mình búng cái tay vô trong vậy nè đó, thì búng vô thì lực này là 59 newton, ai rảnh thì cân lực, còn mình không có rảnh gõi đâu chứ anh chị, mình bắn vậy đó. Nhưng mình nghe tiếng súng của mình bắn là cái cô chứ anh chị biết là cái tuổi đề nghề của mình rồi, nên an tâm đi. Rồi tiếp tục muốn giải quyết cái cụm bố sau nè, mình vệ sinh cho sạch rồi nè, vệ sinh thì dùng giấy nhám mình lau, mình vuốt, mình quay như thế nào mình quay lại cho cô chú mình xem. Đây nè, mình quay như thế này nè, mình kê tờ giấy nhám lên. Chừng nào cô chú anh chị thấy hài lòng thì giá hơn thì dừng thôi, chừng nào thấy hài lòng thì dừng lại thôi, chứ mình không biết nói làm sao là dừng. Cô chú anh chị thấy láng bóng mà thấy nó hài lòng là được rồi. Cái bố này mình vệ sinh cho sạch lại, mình đo coi cái độ hở chuông, cái bố này hở chuông ok nè, vậy đó. Kéo xuống hết thì nó hở chừng này khoảng 2 ly thì mình tưng ra mỗi bên chắc chưa tới 1 ly đó. Vậy đó. Rồi tiếp tục mình quay chiếu xuống phần cụm bu ly. Cụm bu ly nè. Thì á cái cụm bu ly này cô chú anh chị, cô chú anh chị muốn sửa nó thì cô chú anh chị nó xì hết phốt đây là mình mới thay phốt rồi, nhưng giờ mình làm lại cho cô chú anh chị xem. Mình xấy nó ra như thế này. Đó, trong đây có mấy viên bi. Là ba con lăng, ba con trượt đó. Nè, bỏ ra ngoài một viên. Khi mà lấy được 3 viên này ra ngoài nè, đây nè, hình dạng một cây chốt và con bi lăng nè. Đó, khi lấy ra ngoài thì cô chú anh chị mới bắt đầu đóng được. Đóng được hai cái bạc đạn đũa trong đây và cái bạc đạn 6902 trong đây. Còn không có lấy ra thì cái chốt nó chặn ngay đây thì đóng xuống có được. Thì vậy là xong nha cô chú, bạc đạn này chưa hư. Thì trong đây nè, nó sẽ có một cái sim dưới đây và cái sim đây. Phốt trên đây thì mình thay răng quẳng đây nè cô chú anh chị. Vệ sinh cho kỹ lại rồi vô mở bò chịu nhiệt. Mình cam kết với cô chú anh chị 100% á, thợ ngoài là hết 80 người là xài mở bò ký rồi. Không có ai dám mua một hộp bò mở bò chịu nhiệt như vậy để xài đó. Mở bò ký á. Nhưng cô chú anh chị, còn mình là bán cho cô chú mở môi trơn chịu nhiệt nè. Mở bôi trên chịu nhiệt 150.000, 115.000 chứ. Còn rẻ hơn mỡ bò mà cô chú anh chị mua dưới quê mà mỡ bò xịn nữa đó. Đây. Nhớ mua test vô cô chú anh chị. Tại một hộp này nè, cô chú anh chị làm nghề nhiều khi xài 5 7 năm á, có thể test được chén cổ tại 115.000, rẻ quá. Rẻ lắm nha cô chú anh chị.
rẻ hơn mỡ bò xeo của mình luôn á. Mỡ bò xeo của mình hiện giờ lên cũng gần 100.000 rồi. Trong đây nè, trong đây cô chính chị để ý nè, trong đây nó có cái hẫm xuống để nó chứa mỡ lại, mình quét vô ít ít thôi, đừng quét nhiều của chính chị, nhiều quá chảy nha. Nhiều bạn, có bạn hỏi mình á, mỡ bò chét vô, mỡ bò chiêu nhiệt các em mua đúng rồi, bò chiêu nhiệt chét vô chét quá hớp nó chảy vừa thôi, tại người ba ta bán cho mình tiếp như vậy có chút xíu là 30.000 là đủ tét rồi chứ không phải là chưa đó. Mình vuốt sơ qua đó, ok chứa lại trong đây nè. Rồi nè, thôi chứ anh chị mới bỏ cái này vô. Ở đây nè, nó có mấy cái chốt nè, nhưng mà cái chốt nào hủng hủng gì mới gọi cho chỗ gắn chốt. Để ý nha, ba cái dấu tròn mà có cái chỗ lớn lớn nhìn mới gắn chốt. Đưa vô nè, mình đưa vô mình đừng có ẩu, mình đẩy mạnh nó tẹt phót, nó gách phót. Mình lắc từ 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 xuống thôi. Đó, vô nè, mình xây cho đúng chốt. Mình cắm vô, nói chung là xây sai cắm chốt không vô nha cô chứ gì. Đó, vậy thôi. Rồi, đưa chốt vô. Thôi chứ làm sai thì cắm chốt không vô cũng không sao. Cái chốt này đúng nó mới cho vô chốt. Rung tay rồi. Dạ rồi, rung tay rồi, coi chứ anh chị. Đó, một chốt. Vô sẵn cả. Nhớ xem xong nhớ like cho mình nha cô chứ anh chị. Hôm nay em có coi kênh anh Phước Hồ Channel, thấy ảnh cũng tâm tư vắng, muốn giống như muốn về quê các bạn, về quê khổ lắm các bạn, về quê sửa xe mình biết mà, sửa mình không biết sửa sao luôn, nhiều khi bà chị mình á đi cái xe cái vỏ cái ruột là hết muốn đi được mà bà còn không thay, nhiều khi mình khuyên mình về mình nói ghét thì thôi các bạn, đó là người trong gia đình mình luôn á nha, nó mình nói. Nhiều khi người ta cũng không muốn thay nên các bạn làm cũng khó làm lắm. Rồi các bạn thấy nó đã mà nó bóng các bạn, chét vậy hơi bị nhiều rồi nha các bạn, nhiều quá rồi đó. Rồi vô rồi, vậy không phải là xong đâu, dư miếng các bạn, dư cái chét vô bạc đạn đũa cái đi, dư chét vô bạc đạn đũa. Rồi đậy lại các bạn, cái này quý lắm ạ. Đó các bạn, mua ủng hộ shop mình, mỡ bò bôi trơn chịu nhiệt, dĩa chét rắn cổ cũng ngon á, 115.000. Rồi lau lại cho thật sạch. Và tiếp tục mình nói tiếp ví dụ bạc đạn trà nha các bạn. Mình ghét cái bạc đạn trà các bạn. Bạc đạn trà tại mình làm á, nhiều khi ra nó khô, nó gào. Mà vớt xong là hư cái phần này giờ muốn thay lại là phải mua cái chụp đó. Mình thì sử dụng tẩy nha các bạn, mình tẩy cho sạch chứ mình không có tẩy cho sạch các bạn. Xe này là xe gửi mình đó bạn, xe gửi mà các bạn thấy mình không bao giờ nhận tiền rồi là làm, còn không nhận tiền là làm giùm, là làm kiểu khác. Đã nhận tiền chốt giá tiền thì phải làm cho đúng với trách nhiệm của mình, có chứ gì. Mình không có nhận xe là vậy cô chứ gì, mình full xe hàng ngày chứ có gì. Hôm nay mình cũng sẵn mình nói luôn, mình không có nhận trên kênh YouTube nha cô chứ gì. Giá mình nhận là nhiều khi nó cao lắm nha cô chứ gì. Nhiều khi cô chứ gì làm tại địa phương mình đi nó rẻ. Mình nói thẳng luôn, mình nhận giá nó cao lắm. Chứ không phải tự nhiên bán 1-2-3 món đó cái gáp 20-30.000, 200-300.000 không có nha cô chứ anh chị. Thông cảm cho mình. Một thời gian mình full rồi. Rồi về nè. Sẵn có gió mình xịt cá luôn cho chắc nha cô chú anh chị. Nè. Mình lấy gió mình xịt. Vậy là mình lấy gió mình xịt nó vẫn ra nữa nè. Mình xịt lại tay chọc nữa mới được. Đó, vậy đó, kỹ đến nỗi mức vậy đó nè, quá đẹp luôn chứ anh chị. Rồi nhiều cô chứ chị hỏi tại sao nhiều màu,
màu là hãng quy định, một là người ta sơn thẳng cái lò xo màu trắng, màu vàng, màu hồng để quy định cái lực ký nén á, KG lớn á, là lực nén, ký nén. Thì những cái xe của này á, thì tầm là 29kg rồi chứ anh chị, 29kg. Mình nhớ là 29kg. Cái lò xo này tầm 31kg nè, 22-21kg nè, mình ngó mình thấy 31-32 gì đó. Thì cũng ok đi, giống như mình tăng sức mạnh như những cái xe đời này nó yếu đi, mình tăng sức mạnh động cơ chút xíu, giống như thay đổi tỷ số truyền. Thí dụ như 10, giống như hiện giờ là 10, hồi xưa là 15-30, 14-36, hiện giờ giống như 14-38 gì đó. Còn đây, giờ mình nói qua vụ bạc đạn trà là mấy bạn phay cái này, phay cái này, phay cái này, bỏ gọi là bạc đạn cắt trớn gì đó. Nhưng mà các bạn đâu biết ở trong đây là nguyên cái cụm này nó quay một lượt với nhau lại lấy gì cắt trớn đâu chứ anh chị. Đây nè, nó quay cái kiểu này thì cái bạc đạn trà và nguyên cái cụm này nó liền khối, nó sẽ quay với nhau như vậy đó, nó quay với nhau như vậy đó. Thì có cái bạc đạn trà gì nó đâu có liên kết hình khối mà. Nè, mình bỏ vô nó sẽ liên kết hình khối, thì gắn cái bạc đạn trà vô đây là sai bét luôn, nhiên cô chính điểm nó không có trà được đâu. Thì ở đây nè, nó sẽ lên xuống đúng có nhiều đây. Đồng ý nó có xây nhẹ như vậy mà nó lên xuống, nó không có cắt trớn như cái gì, nó không có liên quan tới trớn hết. Trớn là do cái cụm lò xo ba càng quyết định trớn hay không. Từ khi mà cô chú anh chị cái vận tốc cô chú anh chị dưới khoảng tầm 10-15 km/h đổ gì á, là hai ba cái lò xo này nó sẽ thắng cái lực ly tâm, nó rút vô, nó rút được càng phố vô thì nó sẽ quay trớn như cô chú gì. Thì mình sẽ gắn vô cho cô chú anh chị xem nè, nó sẽ liền khối nguyên cái cụm này, nguyên cái cụm này nó là một khối, một khối giống như cô chính diện, giống là một khối sắt đặc đi, nó là như vậy. Thì thay cái bạc đạn trà cho nó không có tác dụng như cô chính diện. Rồi mình sẽ bắn cái lực bắn này là 54 niềm tin. Cô chú anh chị mình bắn ra, bây giờ mình vịnh nha. Mình thấy nó xoắn như vậy, tiếng rõ là này nó gịch xuống, nó xoắn như vậy là nó xoay theo. Nó xoay theo này là tiếng rõ nó sẽ, con ốc này nó sẽ cứng rồi. Đó là kinh nghiệm bắn của mình. Mình không vịnh luôn á. Mình cứ đè cái lực xuống rồi mình bắn, mình xoay. Thì nè, mình cho cô chú anh chị có gắn bạc đạn trà thì khi hoạt động nó sẽ quay nguyên khối như quay như vậy. Nó quay như vậy, như vậy, nó quay như vậy nè. Đó. Thì nó quay nhờ vào hai cái bạc đạn đũa và cái bạc đạn này. Rồi gắn cái bạc đạn trà vô trong này thì để làm cái quái gì cô chứ gì nè. Trong khi cái này nó chỉ ra vô nhiêu đây thôi, nó ra vô nè. Đó, liên kết hình khối. Muốn mà cắt trớn được phải xử lý ba cái lò xo ba càng để cho nó rút cái bố này về, gọi là thắng được cái lực ly tâm ở cái vận tốc thấp của chính chị. Mà nếu cần sai cái lò xo này nó sẽ ra một cái bệnh khác nữa cô chính chị. Rồi mình up lên cho cô chính chị xem này. Rồi xong mình vô đó, cô chính chị thấy nè, nó sẽ quay trơn đây, nó sẽ quay trơn. Nè, nó quay trơn ở trong nè. Đó, nó quay trơn nè, nó quay trơn nè. Đây mình cho cái gì? Nó quay trơn. Khi mà cái mình lên ga, cái lực ly tâm nó sẽ quăng ba cục bố vô bám cái chuồng, nó mới kéo được cái bánh xe đi nè. Bánh xe và cốt này nó sẽ là một. Thì á, cô chú anh chị, nó cắt trớn, muốn cắt trớn xe được là khi đó bố này sẽ rút, nó rút về như ban đầu và nó mất liên kết giữa chuồng thì mới cắt trớn được nha cô chú anh chị. Đây nè, mình dịnh cái cụm này lại nè cô chú anh chị. Đây nè, mình dịnh lại thì nó mới cắt trớn được nè. Đó, thì cô chú anh chị muốn cắt trớn sớm á là xử lý ba cái bạc càng rồi cho gắp lên. Rồi xong rồi mình bắn cái này nữa là xong nè. Con số 19 nhớ cái lồng đờm nha cô chú anh chị. Cái này 19, 49 nêu tên, 49 nêu tên mà không cần bắn giữ đâu chứ gì, nó không dù thì nó còn cái má lóc úp vô nữa, mình bắn vừa như mình thôi được rồi, không được cắp súng cho quay vô cho chừng nào á.
cái chuông ngoài đường cho bằng miếng nhịp nè. Rồi xong. Như xong nha cô chú anh chị, xong cái bài ghép nồi. Rồi khi mà ghép những cái con này nè. Đây là còn cái con lao đề, gọi là cái lao đề nhưng cô chú anh chị, lao đề xịn là bán ngon rồi, thị trường phải màu đen. Còn lao đề theo xe thì cái màu này mình không nói. Rồi. Đây mình cho nó miếng mà bò chuyên nghiệp vô đây cho đừng chảy nữa. Thì cái đầu này cho miếng nữa. Cắm vô. Rồi tiếp tục mình nói cái này nè. Đây là cái nắp nhôm, cái nắp giữ lao đề này. Mình lao lại cho sạch. Thì thường cái lỏng chân ở đây nè có chứ gì. Thì mình mua cái khác mình gắn luôn cũng được. Thì mình trét miếng mỡ vô đây nữa có chứ gì. Còn một điều chú ý nữa thì trên đây có cái cao su này, đa số gà gỡ mất cái cao su này cô chú chị quên mất cao su này nè, là khi nó sẽ bị cái hiện tượng gì không có gì, nó không đậy được cái nắp chụp cái lao đề vô chạy, nó len keng trong máy bực mình lắm nha cô chú chị. Cái này ghép khó là do cái này nó cong này coi chứ chị, cái cong cái chỗ này nè, cong chỗ này nó dướng khó vô. Và vậy là xong, mình bắn vô cái chuyện bắn ốc là bình thường nha coi chứ chị. Cũng 21 phút rồi, mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Cô chú anh chị xem xong nhớ like cho mình. Còn những cái xe tay ga này nó giống thuộc thế hệ đời đầu bạn, đơn giản thôi.